Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên, thì hiện tại là em đang ở xã Hòa Định của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị hai lô đất nền giá rẻ nha. Đất mình thì chủ kêu giá là 300 triệu một nền ha. Đất là sẽ nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng này luôn, đường này là xe ô tô vô được nha anh chị. Thì từ cái vị trí đất mình anh chị đi khoảng 100 mét thôi là sẽ ra tới đường lộ nhựa, là cái đường mà xe đang chạy này nè. Thì anh chị mình rẽ trái là mình sẽ đi về chợ, trường học, ủy ban của xã Hòa Định ha. Một lát nữa em sẽ mở định vị lên để cho anh chị mình xem nha. Do là trời cũng sắp tối rồi cho nên đó là em sẽ quay ngắn gọn để cho anh chị mình xem, rồi khi mà anh chị mình đi xem đất em sẽ dẫn đi xem trực tiếp luôn nha. Thì hai nền đất mà em muốn giới thiệu cho anh chị là ở đây nè. Đất thì chủ đã có cắm trụ hàng rào ranh giới rồi nhưng mà chưa có kéo lưới rào B40 thôi. Sau này về anh chị muốn ranh giới rõ ràng hơn thì mình có thể kéo lưới rào lại là vẫn được luôn nha. Và hai nền nó có diện tích là bằng như nhau luôn, bề ngang là khoảng 5m và chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 27m rưỡi, trong đó là full thổ cư luôn, chủ kêu giá là 300 triệu mỗi nền nha. Thì cái nền thứ nhất là mình sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí cái khoảng này, từ cây trụ ranh giới này anh chị sẽ đo dài qua tới cái cây trụ ranh giới ở bên đây, bề ngang là 5m, chiều sâu vô hết đất là tới cái mí đường công cộng ở bên đây là 27m rưỡi, là full thổ cư luôn, giá là 300 triệu. Còn cái nền thứ hai là từ ngay chỗ cái vị trí cây trụ này, anh chị đo dài qua tới cây trụ ở bên đây ha, và chiều sâu vô hết đất ở mía dưới luôn cũng là khoảng 27m rưỡi và cũng là full thổ cư luôn, giá cũng là 300 triệu luôn, giá rất là rẻ luôn ha anh chị. Đó. Ở đây thì điện nước wifi là có đầy đủ luôn và xung quanh thì cũng có dân cư khá là đông luôn. Nếu như mà anh chị mình muốn mua một cái miếng đất để sau này anh chị có thể để dành nè, làm của hoặc là anh chị có thể đầu tư sinh lời thì em nghĩ là rất là thích hợp luôn. Tại vì cái giá này em thấy rất là rẻ luôn so với khu vực này và vị trí này ha. Đường thì là đường ô tô luôn. Ở trong sổ thì em thấy thể hiện đường này là đường công cộng 1m nhưng mà chủ đã mua thêm cái phần bên đây để mà mở ra một cái con đường rộng hơn để xe ô tô của anh chị vô tới đất luôn ha. Đó. Bề ngang là khoảng 5m và chiều sâu vô là khoảng 27m rưỡi, full thổ cư luôn, giá chỉ có 300 triệu một nền thôi. Giá cả thì anh chị mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Điện nước wifi ở đây là sẽ có đầy đủ hết luôn ha. Rồi em sẽ mở định vị lên để cho anh chị mình xem nha. Đất mình thì sẽ nằm ở hướng đông nha anh chị. Rồi anh chị mình xem nè ha. Thì từ vị trí đất mình nè, mình đi chỉ có 450m thôi là anh chị sẽ ra tới ngoài đường tỉnh lộ rồi. Thì từ cái con đường tỉnh lộ này nè, anh chị mình rẽ phải là mình sẽ đi về chợ của xã Hòa Định nè. Em thấy cũng khá là gần luôn nha. Rồi để em sẽ mở lên coi từ đây tới chợ bao xa ha. Từ đây mà anh chị mình đi tới chợ là chỉ có khoảng 1,3 cây số thôi anh chị xem nè. Đó, chợ là 1,3 cây số nè. Ở đây là có trường học nè, có ủy ban, có cây xăng, có trạm y tế của xã Hòa Định luôn. Anh chị đi có 3 phút thôi, cũng khá là gần luôn nha. Vậy là tính ra từ vị trí đất mình á, anh chị đi trong bán kính tầm khoảng 1,3 đến 1,5 cây số thôi là sẽ tới chợ, trường học, ủy ban của xã Hòa Định rồi ha. Còn nếu như á mà anh chị mình cho con mình đi học trường cấp 3 thì mình sẽ đi thẳng ra ngoài thị trấn Chợ Gạo luôn nha. Thì từ vị trí đất của mình ở đây á mà anh chị đi ra tới ngoài thị trấn Chợ Gạo luôn á thì trung bình anh chị đi chỉ có 3,4 cây số thôi. Mình đi là khoảng 7 phút thôi là anh chị ra tới ngoài thị trấn Chợ Gạo luôn rồi nè ha. Ở thị trấn Chợ Gạo thì sẽ có đầy đủ hơn nè, từ chợ, trường học, ủy ban nè ha, rồi em thấy có phòng công chứng, có ngân hàng là đầy đủ luôn. Mình đi chỉ có 7 phút thôi nha. Còn từ vị trí đất mình á, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á thì trung bình mình đi chỉ có 66 cây số thôi. 1 tiếng 42 phút là anh chị về tới bến xe miền Tây rồi ha. Còn từ vị trí đất mình á mà anh chị đi về thành phố Mỹ Tho á thì trung bình anh chị đi cũng chỉ có 20 cây số thôi, là khoảng 35 phút là anh chị về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha. Rồi thì nếu như á mà anh chị nào có quan tâm tới miếng đất này á thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Em có để số điện thoại ở dưới màn hình luôn. Sau đó thì tụi em sẽ tư vấn giấy tờ pháp lý miếng này cho anh chị và sẽ dẫn anh chị mình đi xem đất trực tiếp luôn ha. Giá thì chỉ có 300 triệu một nền thôi, một cái giá rất là mềm luôn. Anh chị có thể về xây nhà hoặc là mình mua để dành đầu tư là vẫn được luôn ha. Rồi thì cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em nha.